We now invite you to listen to part 7 of Supreme Master Ching Hai's inspiring lecture, The Purpose of Being Human, delivered on March 17, 1991, at the University of California, Irvine, California, United States. Người á có một cái trí huệ vô cùng rộng lớn, có một cái niềm, cái ý chí vô cùng mãnh liệt á, mà không ai á, ma quỷ bục thần không có thể xâm phạm được, chỉ trừ khi nào mình không nhận biết cái sự vĩ đại của mình để cho mềm yếu đi, mình tin tưởng những điều dị đoan mê tín, mình nghĩ rằng ma quỷ nó hơn mình, lúc đó nó mới có quyền xâm phạm mình mà thôi, tại mình cho phép nó, mình nói rằng nó hơn mình. Mình ok. Chứ nếu mình không cho phép mà nói tôi không chấp nhận, cứ nói trong tâm mình tôi không chấp nhận, tôi là một người cao quý nhất, tôi có Phật tánh, Phật tánh là cao quý nhất trong vũ trụ này, không có ma quỷ nào mà xâm phạm quý vị được. Phật mà còn xâm không được huống chi là ma. Cho nên những cái điều gì đau khổ của quý vị, những cái tẩu hỏa nhập ma của quý vị, những cái tư tưởng bậy bạ của quý vị, những cái sự đau khổ của quý vị, những sự trầm luân của quý vị, đều là tự quý vị làm ra mà thôi, không có trách ai chừng. Đừng ngồi đó mà nói ông trời bất công, Phật không có từ bi. Mình tự mình bất công, mình tự mình không từ bi với chính mình, tại mình không hiểu mình là ai. Cho nên bây giờ sư phụ chỉ mời quý vị đến để mà hiểu mình là ai thôi. Nếu mà quý vị muốn, dài ba cái miếng thịt ở trong tô phở đó bỏ đi thay vào dài ba miếng tàu hũ, chứ có gì đâu mà khó khăn. Ăn chi xương máu của chúng sanh rồi mai mốt nợ vay nợ máu phải trả bằng máu, cái này ai cũng biết, ân oán giang hồ. Mình không muốn người ta cắt thịt lóc da mình, tại sao mình cắt da lóc thịt của người ta mà mình biết rằng nó đau khổ, chứ không phải mình không biết. Thí dụ như quý vị không biết rằng những con vật nó đau khổ thì sư phụ cho rằng được đi, biết chưa, biết không? Sao bên này biết bên kia không biết, biết không? Sau này á, mỗi ngày quý vị ngồi thiền, sau khi truyền tâm ấn xong rồi thì quý vị ngồi thiền để tâm hồn mình nó lắng dịu xuống, quên hết những cái thành kiến, những cái bài học mình đã học của thế gian đó, thì tự nhiên quý vị sẽ thấy rằng mình làm được những việc phi thường. Quý vị đừng có nghĩ rằng sư phụ cứu với quý vị cái gì đâu, quý vị tự cứu quý vị đó. Ví dụ quý vị gặp tai nạn hay gặp những cái chuyện gì, được quý vị nói sư phụ ơi cứu con, hay là cứu tôi, hay là cứu ta gì đó, rồi quý vị được cứu hả? Quý vị nghĩ rằng sư phụ chạy tới đó cứu quý vị sao? Quý vị cứu quý vị đó. Quý vị kêu cái trí huệ sáng suốt vô cùng của quý vị nó vậy đó. Nhưng mà bởi vì sư phụ lúc này có cái câu thông hả? Có cái liên lạc với cái trí huệ rộng lớn của quý vị đó, cho nên quý vị nhìn sư phụ, quý vị cầu sư phụ, nó động tới cái trí huệ sáng suốt của quý vị liền. Bởi vì quý vị ở trong cái thế giới này là cái thế giới vật chất, nếu không có một cái cầu vật chất nó nối từ cái trí huệ vô cùng rộng lớn với cái thế giới vật chất này, thông qua cái cầu vật chất này, cái bản thân này, thì quý vị không được mà thôi. Cho nên phải cần một người bằng da bằng thịt, cái bằng Phật sống đó. Chứ không phải là sư phụ một mình mà làm hết những chuyện này, quý vị hiểu không? Tất cả chúng ta đều làm chung với nhau, tại vì vạn vật đồng nhất thể. Cho nên khi mà quý vị kêu cứu đến sư phụ là quý vị tự kêu cái trí huệ của mình, tự kêu cái ông Phật của mình ra làm việc cho mình, chứ không phải kêu những cái bàn tay bàn chân của mình, hoặc là kêu những cái định kiến mà mình đã học từ thế gian này ra mà làm việc cho mình. Cho nên nó linh cảm liền tại chỗ, cho nên nó vô cùng huyền diệu, nó bất khả tư nghị. Bởi vì cái trí huệ này bất khả tư nghị, vô cùng huyền diệu. Sư phụ bây giờ đứng, thí dụ sư phụ đứng một chân đi, chống tay xuống đất á, đứng đầu mà đứng xuống đất á, 1.000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  kiếp á, mà tán thán cái trí huệ này á, cũng không ăn nhầm gì, cũng không đủ lời mà tán thán. Quý vị nên hiểu như vậy, cái sự
cái sự mà cái disappoint, say frustration là gì hả? Hả? Thất vọng hả? À, bất mãn, đúng rồi. Cái sự không mãn ý của sư phụ khi mà phải diễn tả cái trí huệ của quý vị đó, nó như vậy đó. Nói bao nhiêu cũng không đủ hết. Nhiều khi lên đài rồi không biết nói cái gì để cho quý vị hiểu là có cái chuyện đó, có cái trí huệ vô cùng rộng lớn đó. Cái đó mình kêu là Phật, Bồ Tát, hoặc là Thiên Đàng, hoặc là Thượng Đế đó. Cái đó nó có ở trong quý vị á, bất cứ lúc nào quý vị cũng lấy ra xài được, chỉ cần biết cách mà thôi. Cái cách đó sư phụ sẽ chỉ cho quý vị khi mà truyền tâm ấn, chỉ không phải bằng lời nói mà bằng trong sự vô hình. Bởi vì cái trí huệ của mình không phải là vật chất, cho nên khỏi dùng lời nói vật chất hoặc là hành động vật chất để mà chỉ dạy, mà dùng cái trí huệ chỉ dạy cho cái trí huệ đó mà thôi. Cho nên lúc truyền tâm ấn sư phụ không có nói chuyện, không có nói năng gì hết. Hai người ngồi im một đống. Sư phụ ngồi ở đây thì cũng được, cũng ngồi im, mà ngồi ở nhà thì sư phụ cũng chẳng nói gì cho quý vị biết. Sư phụ có thể ngồi im hoặc là không ngồi im, nhưng mà quý vị cứ ngồi im thôi, sư phụ không có nói năng gì hết. Sư phụ nói cũng được mà không nói cũng được, quý vị cũng được truyền tâm ấn như thường. Nhưng mà thí dụ sư phụ nói ra thì quý vị ngồi đó nghe đi, nghe rồi cái tâm nó động tới lỗ tai đó mất, thành ra quý vị không thể cho an tâm chuyên tâm được mà nhận được tâm ấn. Cho nên cái lúc truyền tâm ấn sư phụ không có nói chuyện, à bấy nhiêu đó thôi. Okay. Bây giờ nói nhiều quá rồi hả, mấy tiếng đồng hồ rồi. Thì nói gần nói xa, hôm qua nói thiệt. Nếu quý vị nghĩ rằng đời sống này rất cực khổ, thế giới này là địa ngục, thì hãy biến nó thành thiên đàng rất là nhanh. Nếu mình nghĩ rằng mình không thể biến toàn thế giới thành thiên đàng được, ít ra mình cũng phải biến cái thế giới chung quanh của mình, nhà của mình, cái thế giới mà nó quan hệ tới mình thành thiên đàng, đặng cho mình đỡ khổ, đặng cho mình biết rằng đời sống con người nó có giá trị vô cùng, chứ không phải chỉ sanh ra đi học, đi làm lù bù cả ngày, rồi nuôi con nuôi cái như là cổng con cổng vợ cổng chồng, như là mấy cái người mà cổng ách cổng gông vậy đó, rồi chết đi mệt mỏi, thân xác rã rời, tinh thần lụng bại. Như vậy không phải là một con người đúng nghĩa là một con người của nó. Một con người đúng nghĩa là một con người là phải như một vị Phật sống như vậy mới được. Quý vị đều là Phật sống, tại sao quý vị không biết? Quý vị đối với sư phụ không có gì khác cả. Tất cả những gì sư phụ làm được, quý vị đều làm được hết. Nếu mà quý vị đi tu theo phép của sư phụ, nó như một cái khoa học vậy đó. Người nào học rồi cũng đậu hết. Không đậu ít, không đậu ưu thì đậu bình, không đậu bình thì đậu bình thứ, không đậu bình thứ nữa chứ cũng đậu thứ. À, còn hơn là những người không học, hoặc là không đậu đi nữa, không đậu thứ đi nữa, cũng có kiến thức hơn là những người không học đó. Quý vị có hiểu không? Thôi sư phụ kính mời vậy đó, ở năn nỉ á. À, hồi xưa thì nghe nói đi tìm đạo thì phải qua sông qua biển, phải năn nỉ ông thầy, phải làm việc cho ông 3-4 năm trời cực khổ ông mới truyền cho. Nhiều khi ông còn coi mình nữa, có xứng đáng không, ông mới truyền. Thôi bây giờ sư phụ năn nỉ đó, năn nỉ đó, học không? Thôi học giùm đi, học giùm đi cho đời bớt khổ, chứ đừng nói chi thành Phật rồi nữa cho nó cao. Bây giờ có thét mét vậy thì viết thơ lên hỏi sư phụ, có gì bất mãn cũng viết lên, nhưng mà nên viết cho nó đúng đắn, cho nó có phong độ quân tử của một người Việt Nam hoặc là một con người, chứ đừng viết lăng nhăng lụi cụi. Người ta thì giờ chủ nhật người ta không có thì giờ mà rảnh mà đến đây nghe quý vị nói bậy nói càng. Cả mấy ngàn người không phải đến đây để nghe quý vị đứng đó bằng biểu diễn máu anh hùng rơm của quý vị, hoặc là nói những chuyện sằng bậy không có liên quan gì với vấn đề tu hành và đạo pháp. Quý vị hiểu không? Có câu hỏi nào chưa? Thưa có sư phụ. Quý vị có câu hỏi xin vui lòng viết lên trên tờ giấy màu xanh lá cây này và giao cho ban làm việc để nộp lại. The Americans can write in English. I understand some English. Yeah. Có một số câu hỏi bằng tiếng Anh thì chúng tôi sẽ đọc bằng tiếng Anh trước, sau đó dịch bằng tiếng Việt và cung thỉnh sư phụ trả lời. Dear Master, at what age or what led you to believe that you were the chosen one? I have always been the chosen one since many ages. Okay?
I don't remember at which age I was chosen. Every one of us is also chosen if you know who you are. We are chosen to be here to bless this world, to glorify God, but we have forgotten. So only I remember, that's all, okay? Have you forgotten? You can remember again through the Quan Yin method. Câu hỏi là ở lứa tuổi nào hoặc là tại sao Ngài lại tin rằng Ngài là người được lựa chọn? Sư phụ trả lời, sư phụ được lựa chọn, sư phụ nghĩ rằng sư phụ được lựa chọn không biết từ bao giờ, nhưng mà thật ra tất cả chúng ta ở đây đều đã được người lựa chọn. Sư phụ tu Pháp Quán Âm, sư phụ biết, và chỉ có sư phụ biết, sư phụ là người được lựa chọn. Nói bậy. Để sư phụ dịch cho. Xin lỗi nha, nói không đúng chứ không phải nói bậy. Sư phụ có người thẳng thắn, nói chuyện không có cái bằng không có, có màu mè đó. Nhiều khi người ta giận, thôi giờ sư phụ phải đi học lại. Nói hơi không đúng, ok, xin lỗi, để sư phụ dịch nó bổ túc. Như thế này, cái câu hỏi nó như thế này nè. Cái lúc mà sư phụ biết rằng sư phụ là một vị Phật sống, là đại khái như vậy, là người chọn lựa, là cái bằng người mà truyền cái tin của thiên thượng đế xuống đây đó, là ý nó là Phật sống đó nè, cho nó dễ hiểu nha. Lúc mấy tuổi quý vị biết sư phụ biết rằng sư phụ được chọn làm một người Phật sống á, Phật sống á, sư phụ nói rằng sư phụ được chọn đời đời kiếp kiếp lâu quá rồi, quên rồi, quên không biết lúc nào. Thì bây giờ sư phụ còn nói thêm rằng tất cả những vị ở đây đều là những người chọn lựa cả. Thượng đế chọn lựa chúng ta xuống đây để mà gia trì cái thế giới này, để mà làm thăng hoa cái thế giới này, để làm cho nó biến thành một hành tinh vĩ đại huy hoàng cũng như những hành tinh khác trên vũ trụ mà mình kêu bằng thiên đàng hoặc là Phật quốc đó. Nhưng mà quý vị lâu ngày nó quên rồi, chỉ có mình sư phụ nhớ mà thôi. Thì bây giờ quý vị muốn nhớ lại cái bổn phận, cái trách nhiệm thiêng liêng của mình đó, thì quý vị theo học Pháp Quán Âm là quý vị nhớ lại. Có rõ chưa? Xưa sư phụ đi dịch có tiền nhiều lắm, bây giờ dịch không à, dịch miễn phí vậy đó. Kính thưa sư phụ, ngày 17 tháng 2 năm 91, con đã mổ bụng để tranh đấu cho người tị nạn khỏi bị trả về Việt Nam. Con đã được cứu sống, nay con xin được diện kiến sư phụ. Đâu? Chứ không phải tự tử chết hả? Đâu, lên đây coi. Anh Hùng Sa Mạc. Cái này hả? Chứ không phải ở bên Pulau Bidong hả? Hả? Chứ không phải người tị nạn ở bên Pulau Bidong mổ bụng tự tử sao? Rồi, cái này ngày nào vậy? Vậy hả? Mà không chết hả? Vậy được. Nhưng mà thôi thì sao, đừng làm vậy nữa. Dạ, có cảm chuyện ơn sư phụ. Có chuyện gì nói với sư phụ rồi mình từ từ giải quyết. Mổ bụng rủi chết sao? Come here. Thưa sư phụ, con là tín đồ Thiên Chúa Giáo. Con tu, nếu tu Pháp Môn Quán Âm, vậy có phải là phản giáo không? Không. Tu theo Pháp Quán Âm là tu theo phép của Đức Giê-xu tu ngày xưa đó. Tại vì trong Thánh Kinh rất nhiều trang nói về âm và quang. Thí dụ như trang đầu trong Thánh Kinh có nói rằng lúc khai thiên lập địa có cái thánh từ này, tức là the word, sư phụ nói tiếng Anh hả? In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. So nếu mình tu theo cái âm từ, cái thánh từ đó là cái the word á, cái thánh từ đó là Thượng Đế. Cho nên nếu mình tiếp xúc với cái thánh từ này thì mình tiếp xúc với Thượng Đế, làm sao cái bằng phản đạo được. Rồi trong những cái trang khác trong Thánh Kinh có nói rằng, chẳng hạn như Moses, trong Thánh Kinh có nói khi mà Moses đó nghe được lời của Thiên Chúa đó thì nghe như là những tiếng sấm nè, thấy không? Đó là âm thanh mà mình có thể nghe được sau khi mình truyền tâm ấn, một trong những âm thanh chứ không phải bấy nhiêu đó thôi. Trong những đoạn Thánh Kinh khác có nói rằng tiếng của Thiên Chúa như là tiếng của những hồ nước lớn, the sound of many water,
tiếng của nước lớn, tiếng sóng vỗ vào bờ là đại khái nó như vậy. Trong kinh Phổ Môn cũng có nói y như vậy thôi. Tu phép Quán Âm thì nghe được tiếng hải triều âm.